Chưa. Lựa sẽ đeo. Ê, cái
Cái bàn chân này giống bàn chân của sư tử mà. Bàn chân này hả? Giống bàn chân của thỏ. Của con mèo. Bàn chân của con mèo. Con mèo sao có vậy? Mèo thì gấu hoặc cầu đi. Ba em mở chưa chưa chưa. Wow. Ôi ơi. Ôi ơi. Ôi vậy. Gấu là một trăm rồi mới dám sạc đi. Dạ. Chưa. Cái bài vừa mặn căn phòng quá. Bài quá dài luôn. Các bạn có thấy dài không? Dài bằng căn phòng của mình luôn. Dạ, một cái này giống như vậy nè. Cái này giống như vậy nè. Miếng mà. Mình vô ăn hết luôn.
Hãy subscribe.